chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình đi lắp một bộ dàn là KB 2012 của JBL. Không gian hôm nay mình lắp là ở căn biệt thự ở khu đảo Kim Cương. Thì cái tầng của mình đang lắp là tầng áp mái ở trên tầng 3 mọi người. Nãy giờ mình thở hơi nhiều là do nãy giờ mình khiêng hàng từ dưới tầng chệt lên á. Fail quá. Thì với cái không gian này á, thì do tầng áp mái nên là nó khá là vang. Mọi người có thể nghe cái tiếng của mình nói chuyện bình thường không hơi nghe vang rồi. Ok, thì bộ dàn hôm nay mình phối ghép sẽ là bông men đây của xe sau KX2006. Rồi, vang số thì mình sẽ sử dụng của xe sau luôn mọi người, VS800. Và micro thì Shure UX9. Và còn một cái súp nữa. Đây, súp nằm đây. Súp của Baramax A30. Đó thì đó là những bộ dàn hôm nay mình lắp đặt ở đây. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành lắp đặt. Rồi mình sẽ test cho mọi người nghe để mọi người có cái nhìn tổng quan về bộ dàn này như thế nào với không gian này ha. Ok. Ok mọi người, thì mình đã lắp đặt xong rồi. Thì bộ hôm nay lắp đặt khá đơn giản mọi người, tại vì mình chỉ có đặt trên hai cái kệ này thôi. Thì nhưng mà trong quá trình lắp đặt á, mình có một vài lưu ý nhỏ cho mọi người ha. Với cái kệ trong gia đình như này, cái kệ này thì có thể dời ra được, nên là mình sẽ đẩy cái cục đẩy ở đây. Cục đẩy nó khá sâu nên nó sẽ lòi ra một khúc hơn là cái kệ này mình đẩy ra được. Với lại cái súp này nó cũng khá sâu đó, mình đẩy ra thì mình sẽ cố gắng làm cho nó bằng mặt súp với đẩy luôn thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà đối với một số gia đình sử dụng cái tủ mà được âm sát trong tường rồi, khó mà có thể dời ra được, thì khi mà đặt những cái con này nó sẽ bị lòi ra. Nên mọi người nhớ là canh kích thước cho phù hợp với là cục đẩy cái này, để mình cái tủ nó gọn gàng nhất. Với lại những cái tủ sát tường vậy á thì DJ nó sẽ xấu, nên là mọi người nhớ DJ âm sẵn luôn. Nếu mà không được nữa thì liên hệ qua bên Thiên Vũ, mình sẽ hỗ trợ tư vấn và DJ âm sẵn cho mọi người ha. Ok, thì quá trình lắp đặt thì cũng đơn giản thôi, nên bây giờ mình sẽ bắt đầu tour 5 để cho mọi người cùng nghe thử như thế nào và cũng hát một bài luôn ha. Rồi, ok. Mọi người, thì mình đã tour 5 xong rồi và cũng đã mở bài nhạc test và cũng hát một bài cho mọi người nghe rồi. Thì không biết mọi người cảm thấy chất âm như thế nào ha. Nhưng mà theo mình thấy á, chất âm của con dòng KB2012 này nó khá là chi tiết, khá là sáng và tách bạch lớp lan với nhau. Nhưng mà để được như vậy thì mình phải xử lý EQ khá là nhiều, do cái phòng nó khá vang đó mọi người. Nên là mình có nói với anh khách là để cho bớt vang, bớt dội âm hơn thì nên đầu tư thêm những cái tấm tiêu âm, những tấm tán âm vừa trang trí và vừa chấp gió âm học có tốt hơn. Nhưng mà vừa rồi thì anh khách cũng đánh giá khá là tốt. Thì anh khách đang kế bên mình nè, nhưng mà anh không tiện lên sóng nên là mình cũng không có quay anh được ha. Cái bộ dàn này thì cũng hiện tại cũng đang có sẵn ở showroom bên mình luôn ha. Nếu mà mọi người mà muốn nghe trải nghiệm trực tiếp cái chất âm nó như thế nào để có cái nhìn khách quan nhất thì mọi người ghé showroom bên mình ha, 779 Trần Hưng Đạo.
Nếu mọi người thấy hay thì để lại like, share, subscribe cho mình ha. Bye bye.